Đấy, các bạn thấy RAM của mình đang trống là 35 MB và tổng là 969. Chào các bạn, ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra cái bộ nhớ RAM của các bạn trên những cái thiết bị các bạn dùng, thiết bị iPhone nhé. Rất đơn giản, ở trong điện thoại thì các bạn sẽ không bao giờ kiểm tra được cái dung lượng RAM của bạn trống là bao nhiêu. Và các bạn lên cho mình App Store, các bạn tải cho mình cái ứng dụng là AIDA 64 nhé. Đây, AIDA 64, các bạn nhìn rõ cái tên app nhé. Các bạn tải như thế và các bạn tải lên rất là nhẹ, tải về rất nhẹ thôi sau các bạn mở lên. Đó, đây là cái giao diện của nó có rất nhiều cái thông số khác nhau. Đây, như chủ yếu là cái phần RAM thì các bạn chọn vào memory nhé. Đó. Đây, cái dung lượng RAM của các bạn là 969 MB và tổng là à mình xin lỗi là tổng là 969 MB và còn đang available trống là 35 MB. Đó, ngoài ra thì ngoài cái thông số RAM thì các bạn có thể nhìn được cái tổng cái bộ nhớ của các bạn là 64 này, cái thông tin là device mode 64 GB này và tổng là 659,59. Và các bạn có thắc mắc là cái lượng ghi còn lại là bao nhiêu, trong khi đó tổng là 64 GB mà ở đây nó có chỉ bảo là tổng 59. Mình xin trả lời là cái lượng mà ghi còn lại, cái lượng ghi còn lại đó là cái dành cho, đó là để dành cho hệ điều hành của bạn. Đó. Và đây nó đang hiển thị là trống là 42,99 MB đấy. Máy các bạn còn trống rất nhiều. Ngoài ra thì nó có thể cái app này nó giới thiệu cho bạn biết cái đời máy này, hoặc là đây đời máy này và sạc này, sạc Learning này, sử dụng nano SIM này. Đó. Và rất nhiều, và ngày ra mắt nữa, năm 2014. Đó. Tiếp tục là cái màn hình này, độ phân giải màn hình này, camera này. 88 megapixel này và quay tối đa ở 1080p 60 fps giây này. Ngoài ra thì có giới thiệu cho các bạn biết cả về số pin của các bạn 80%, 82% này và sử dụng loại pin Li-ion này. Đó, rất nhiều thông số. Đấy. Hệ điều hành này. Tiếp tục ở phía dưới mình thấy là có một mục này là sensor này, kiểm tra, các bạn có thể kích vào cái mục là sensor information này, các bạn có thể kiểm tra được những cái cảm biến của các bạn, xoay này, nghiêng này, đó, lật này, đấy vân vân, các bạn có thể tự test, rất là hay, nó có rất nhiều. Tiếp tục ở cái phần là test màn hình này, màu đỏ này, đó, các bạn có thể chạm vào đó để xem nó có điểm chết là không, nó có điểm chết thì nó sẽ xuất hiện. Rồi, màu đỏ này, màu mình test một nữa, màu xanh này. Đó, màu đá màu trắng này đó, rất hay. Hy vọng cái app này sẽ đồng hành cùng với bạn, những bạn nào dùng iPhone, và nó sẽ giúp ích cho các bạn kiểm tra, theo dõi cái dung lượng RAM của các bạn trống là bao nhiêu và cái thời lượng cũng như các thông số trên cái điện thoại của bạn. Rồi, hy vọng các bạn sẽ thích video này và đừng quên, nếu mà thấy video hay, cho mình một like, một đăng ký nhé, chia sẻ cho mọi người biết nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video này sau.